Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay từ đây là phần nội dung chi tiết. Ngày 20 tháng 3, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục đưa ra xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty Tân Hoàng Minh với 15 bị cáo. Phiên tòa diễn biến đến phần viện kiểm sát và luật sư xét hỏi các bị cáo. Sau gần một giờ đại diện viện kiểm sát cùng luật sư tham gia xét hỏi các bị cáo, hội đồng xét xử đã quyết định tạm dừng phiên tòa, dành thời gian cho bị hại nghiên cứu thêm hồ sơ. Chủ tòa cho biết phiên xét xử sẽ được mở lại vào chiều 20 tháng 3. Trên thực tế, phiên tòa có đến hơn 1.000 bị hại là các nhà đầu tư tham dự và còn hàng nghìn nhà đầu tư khác theo dõi trên các phương tiện truyền thông. Mỗi nhà đầu tư đều có những yêu cầu chính đáng để thu hồi tài sản. Tại phiên tòa sáng 20 tháng 3, khi trả lời câu hỏi của luật sư bị cáo Đỗ Anh Dũng, chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh, tiếp tục thừa nhận trên cương vị lãnh đạo doanh nghiệp, ông trực tiếp chỉ đạo mà hoạt động, một số công việc ủy quyền cho thuộc cấp và lãnh đạo các công ty con thuộc tập đoàn. Một luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại hỏi ông Dũng, có đề nghị tòa tuyên sớm trả tiền lại cho các nhà đầu tư không? Tuy nhiên, chủ tọa ngắt lời cho rằng hội đồng xét xử sẽ có phán quyết cũng trong phiên tòa sáng nay, bị cáo Lê Văn Dò, tổng giám đốc công ty kiểm toán và kế toán Hà Nội, khi trả lời luật sư, tiếp tục thừa nhận có gặp gỡ thống nhất phương án hợp thức báo cáo tài chính ba công ty con với nhóm bị cáo thuộc Tân Hoàng Minh. Trong phiên xử một ngày trước, bị cáo khai báo quanh co khiến chủ tọa nhiều lần nhắc nhở. Phiên tòa xét xử vụ án Tân Hoàng Minh là một trong những phiên tòa có số lượng bị hại tham dự đông nhất từ trước đến nay, Quá trình diễn ra phiên tòa đã có hàng ngàn nhà đầu tư mua trái phiếu được triệu tập tham dự phiên tòa với vai trò là người bị hại trong vụ án. Ngoài phòng xét xử chính có sức chứa 600 người, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội bố trí thêm một hội trường lớn và một rạp ngoài trời có sức chứa hơn 2.000 người để các bị hại dự phiên xét xử qua hình thức trực tuyến. Nhiều nhà đầu tư thể hiện mong muốn tòa sớm đưa ra phán quyết đối với các bị cáo khép lại vụ án để họ sớm nhận lại được số tiền đã đầu tư mua trái phiếu liên quan vụ án này. Trước đó, các cơ quan tố tụng đã nhận được gần 1.500 đơn xin xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo của các nhà đầu tư là những bị hại trong vụ án. Theo đó, các nhà đầu tư đã đề nghị tòa án viện kiểm sát xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo, với lý do toàn bộ các bị cáo đều đã hợp tác tích cực với cơ quan điều tra, thành khẩn khai báo ăn năn hối cải, thừa nhận hành vi sai phạm, có nhân thân tốt. Ngoài ra, các bị hại cũng đề nghị có chính sách khoan hồng đặc biệt với bị cáo Đỗ Anh Dũng và bị cáo Đỗ Hoàng Việt, vì trong thời gian ngắn đã nỗ lực khắc phục hoàn toàn số tiền được xác định là thiệt hại gây ra cho người mua trái phiếu. Điều này không những thể hiện sự ăn năn hối cải của các bị cáo mà còn giúp các bị hại giải tỏa được tâm lý lo lắng, tạo niềm tin cho xã hội đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa khởi tố vụ án hình sự buôn lậu xăng dầu xảy ra tại tỉnh Đồng Nai và một số tỉnh thành phố khác để tiến hành điều tra. Đây là động thái mới nhất của Công an tỉnh Đồng Nai trong việc mở rộng điều tra vụ án buôn lậu liên quan chuyên án 920G do Công an tỉnh Đồng Nai xác lập vào tháng 9 năm 2020 để đấu tranh với đường dây buôn lậu xăng từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ tại các tỉnh thành phía Nam miền Trung Tây Nguyên. Theo cơ quan điều tra việc khởi tố vụ án hình sự để tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng có dấu hiệu tội phạm chưa bị xử lý ở giai đoạn 1 của vụ án. Ở giai đoạn 1 của chuyên án, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án điều tra về đề nghị truy tố đối với 74 bị can về tội buôn lậu và một bị can về tội nhận hối lộ. Công an tỉnh xác định tổng số lượng xăng các bị can buôn lậu lên đến trên 200 triệu lít, tương ứng với tổng giá trị hàng hóa phạm pháp là trên 2.690 tỷ đồng đã tịch thu xung công quỹ nhà nước 17 phương tiện tàu thủy, 22 xe bồn hàng trăm tỷ đồng cùng nhiều tài sản có giá trị khác. Kết thúc điều tra giai đoạn 1 của vụ án, đã có 74 bị cáo bị tòa án nhân dân các cấp tuyên phạt nhiều mức án khác nhau. Trong đó, các đối tượng cầm đầu là Đào Ngọc Viễn bị tuyên phạt 15 năm tù, Phan Thành Hữu bị tuyên phạt 13 năm 6 tháng tù về tội buôn lậu. Ngô Văn Thụy, nguyên đội trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan, bị tuyên phạt 15 năm tù về tội nhận hối lộ. Đây là vụ án được Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đưa vào diện theo dõi chỉ đạo, được dư luận xã hội quan tâm. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi các bị can phạm tội liên quan đến đường dây buôn lậu trên sớm ra đầu thú. Liên quan việc gần 1.400 học sinh trường quốc tế Mỹ Việt Nam, trường quốc tế AISVN phải nghỉ học. Mới đây, các em học sinh đã được trở lại trường theo thông báo của bà Nguyễn Thị Út Em, Chủ tịch Hội đồng trường. Khác với việc hầu hết học sinh được đón bằng xe buýt riêng của trường như trước đây, ngay trở lại này, nhiều học sinh được ba mẹ trở đi vì xe buýt không đến đón. Chị NTG, phụ huynh học sinh lớp 6 trường quốc tế AISVN cho hay, trước đây xe đón tận nơi hết, nhưng chỗ nhà tôi xe lại không tới, nên tôi phải chở con đi. Mà không phải chỉ riêng chỗ tôi, nhiều điểm hôm cũng không có xe buýt đón, chỉ vài điểm có thôi. Bất ngờ hơn, dù được trở lại trường nhưng trường lại không hề có giáo viên đứng lớp. Không có giáo viên, gần 1.400 học sinh như gà lạc mẹ, loay hoay, về không được, ở lại trường cũng không xong. Trái ngược với sự mong đợi con em của mình sẽ ổn định việc học. Hơn 900 phụ huynh lại một lần nữa bức xúc khi trẻ tới trường nhưng không có giáo viên đứng lớp. MT học sinh lớp 9 nói, giờ con đi về, tại trong lớp không có thầy cô nào, các bạn khác cũng chỉ ngồi chơi nói chuyện với nhau chứ không có ai dạy. ngoài những học sinh có người nhà đến đón về, nhiều em còn lại ở trường ngồi từ phòng học ra căng tin rồi đến thư viện chờ đến cuối giờ chiều xe buýt của trường trở về. trước sự việc này, nhiều phụ huynh có mặt tại trường bày tỏ bức xúc về cách hoạt động của nhà trường. chị T.H, phụ huynh học sinh lớp 12 nói, chỉ có một thầy và một cô của khối 4, hai thầy cô này tạm nói là đỡ khó khăn hơn nên họ còn cố duy trì. Nhưng hai người thì sao mà dạy được mấy trăm em học sinh được, bình thường thì có cả trợ giảng, bảo mẫu. Một giáo viên trực tại văn phòng nhà trường cho biết, trường không có giáo viên đến dạy, chỉ mở trường để học sinh tới. Căng tin vẫn mở cửa, tuy nhiên chỉ có đồ ăn đơn giản. Việc có giáo viên đứng lớp hay không, người này không trả lời được. Trường quốc tế IESVN hiện có gần 1.400 học sinh. Trước tình hình của trường hiện tại, các phụ huynh lo lắng con em của họ sẽ bị ảnh hưởng không những đến kết quả học tập mà còn ảnh hưởng tâm lý. Trong khi đó, kỳ thi IB, kỳ thi lấy bằng tú tài quốc tế đang đến gần. Nếu tình trạng kéo dài, hệ quả học sinh và phụ huynh phải gánh chịu rất lớn. Không chỉ giáo viên, nhân viên đòi nợ lương, trước đó tháng 9 năm 2023, trường quốc tế AISVN còn bị phụ huynh đòi nợ. Những phụ huynh này hợp đồng cho trường vay tiền theo dạng gói đầu tư, đóng tiền một lần từ thời điểm nhập học nhà trường sẽ hoàn trả lại số tiền phụ huynh đã đóng sau khi học sinh học hết lớp 12 và hoàn tất thủ tục chấm dứt chương trình đào tạo chính khóa hoặc hoàn tất các thủ tục ngưng học tại trường. Thế nhưng, nhà trường đã không thực hiện đúng hợp đồng, không hoàn tiền lại cho phụ huynh, mặc dù con họ đã hoàn thành thời gian học tại trường. Mới đây, Công an thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu cùng các lực lượng phối hợp điều tra nguyên nhân người phụ nữ được phát hiện tử vong trong nhà nghỉ. Trước đó ngày 16 tháng 3, chị HTBT 29 tuổi, ngụ thành phố Bà Rịa, thuê nhà nghỉ IB do mấy ngày liền không thấy chị T ra khỏi phòng nên khoảng 16 giờ ngày 18 tháng 3, quản lý nhà nghỉ cùng nhân viên tạp vụ lên phòng kiểm tra. Khi dùng chìa khóa dự phòng mở cửa thì phát hiện chị T đã tử vong trên giường, trên mặt có chảy máu, bọt khí, cơ thể có các dấu hoen đỏ. Nhân viên nhà nghỉ đã trình báo cơ quan công an. Nhận được tin báo, lực lượng công an thành phố Bà Rịa đã phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp, Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra làm rõ. Qua khám nghiệm, nguyên nhân ban đầu xác định chị Tê tử vong do phù phổi cấp. Hiện cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình mai táng.